Bạch Thầy, tà dâm đối với người chưa kết hôn là như thế nào? Trong giới của cư sĩ Phật tử tại gia có một cái giới gọi là giới là cấm tà dâm, là giới thứ ba cấm tà dâm. Thế thì cái tà dâm ở đây á, được trong kinh sách thì giải thích là gì? Là khi các con đã có gia đình nha, đã lấy vợ, đã lấy chồng là không được ngoại tình, nha, mà phải sống thủy chung với vợ và chồng của mình. Các con rõ chưa nào? Đấy, là phải sống thủy chung. Khi mà đã ký hợp đồng với nhau rồi, tổ chức hôn lễ rồi, chính thức rồi, công bố mình là vợ là chồng rồi, là các con phải thủy chung. Lúc ấy con đi ra ngoài nhá, đi gọi là ăn phở đấy, người ta gọi thế là thuộc về tà dâm, không phải là chính dâm. Vợ chồng với nhau gọi là chính dâm, đi ra ngoài quan hệ ngoài vợ ngoài chồng mình gọi là tà dâm. Đó. Thì ở đây á, đối với các con mà chưa có gia đình thì sao? Thì chúng ta với tư cách nếu là người Phật tử thì các con cũng phải giữ cái đạo đức của người Phật tử, nghe không? Giữ đạo đức người Phật tử. Mặc dù bây giờ sư phụ biết là thanh niên các con thì khá là thoáng trong cái chuyện này, nghe không? Cả nam cả nữ cũng thoáng và cũng không như ngày xưa, nghe không? Như ngày xưa cũng đã có những bạn bây giờ bảo phải sống thử, khi là sinh viên là sống thử xem thế nào, có hợp rồi mới lấy nhau. Ê, nếu mà nói về Phật giáo chúng ta thì bảo các thầy có khuyến khích cái việc đó không? Thì các thầy thực sự là cũng không khuyến khích cái việc đó, con ạ. Một cái người trước khi chưa kết hôn á, mà đã lăn lộn quá nhiều trong những cái việc ái dục rồi á, thì sau đó nó không tốt. Ở đây thầy nói nhất là về phía người nữ, chưa kết hôn mà trải qua tình trường nhiều, lăn lộn trong những chuyện ái dục này nhiều, nó thiệt thòi rất nhiều chứ. Không phải không, nó vừa mất giá trị, vừa ảnh hưởng đến thể chất sinh sản sau này nữa, cho nó không có lợi. Mà người nữ nên giữ gìn thì người nam cũng phải giữ gìn. Thế, nếu mà bạn trai thật sự là người bạn trai tốt mà người nữ người ta muốn giữ gìn thì mình phải ủng hộ chứ, nghe không? Thế cho nên đứng trên góc độ quan điểm về đạo đức Phật giáo thôi, cái này thì các con không gọi là phạm vào giới tà dâm. Nếu là hai người mà đủ đúng cái tuổi đồng thuận không gọi là tà dâm, nhưng mà về mặt đạo đức thì các con không nên, nó cũng không tốt, nghe không? Đấy, tuổi trẻ trước khi kết hôn mà các con phạm những cái này, ngày xưa đó các cụ nhà ta ngày xưa thì xét nặng cái này lắm. Gái mà không chồng có chửa, tất nhiên ngày xưa thì cái chuyện mà gọi là người ta phòng tránh ấy, nó không có, những cái biện pháp phòng tránh thai nó không có, cho nên là gặp nhau là người ta có thể là có thai, mà có thai mà không có chồng đấy, đấy câu chuyện thị màu đấy, các con thấy không? Rồi chiêng làng chiêng trạ luôn, thượng hạ đông tây đến để ăn khoán đấy, nghe không? Ngày xưa mà phụ nữ không có chồng mà có thai có chửa có thể bị gọt cái bôi vôi, lôi đi khắp trong làng để giao trong làng cho biết, xong rồi có khi là còn buộc bè trôi sông đấy. Cái thời phong kiến người ta nặng cái chỗ đấy đấy lắm các con ạ. Bây giờ thì chúng ta không phải thời phong kiến, cái quan điểm xã hội nó cũng thoáng hơn, cởi mở hơn trong cái chuyện tình cảm nam nữ. Thế nhưng mà chúng ta nếu là Phật tử thì sư phụ vẫn khuyên các con nên giữ gìn được là tốt nhá, nên giữ gìn nó vẫn là quý. Tại sao các cụ trong nhà ta ngày xưa giữ được mà mình lại không giữ được? Thực sự các con biết cái sức khỏe sinh sản ấy, nó rất là quan trọng. Nếu các con buông thả trong tình dục thì sau này các con sinh nở, lấy vợ lấy chồng sinh nở con cái, nó khó có sức khỏe tốt. Cái chuyện đấy là rất rõ ràng. Cái người mà sống buông thả trong tình dục là thế thì người nữ đã không tốt, người nam cũng không tốt, buông thả. Đó, nhá. Cho nên các con biết là nó ảnh hưởng rất nhiều đấy, nghe không? Cái tình dục nó phải đi cùng với tình yêu và nó phải được một cái gì đấy thật là đàng hoàng. Đấy,
Khi các con chưa kết hôn với nhau mà các con đã có những quan hệ rồi, các con thấy nó đều là lén lút, nó đều là không có hay, đều sợ sệt cả, không có tốt một chút nào, cả hai người đều mang tâm lý, nghe không? Rồi hậu quả cuối cùng người nữ chịu rất nhiều. À, sư phụ cũng đã gặp rất nhiều đấy. Đó. Rất nhiều bạn gái lên bạch với sư phụ, con lỡ rồi và có thai rồi, bây giờ làm sao, anh ấy bỏ con rồi. Đấy, mà thai 3-4 tháng rồi, bây giờ làm sao? Sư phụ thì không thể khuyên bạn phá thai được, không thể khuyên bạn giết người được, có phải không? Mà chắc chắn là bạn phá thai thì bạn thảo nào cũng bị nhân quả. Khổ lắm, các bạn lên khóc với sư phụ rất nhiều, những bạn như thế. Giờ anh bỏ mất rồi, đấy, anh bỏ con rồi, giờ gọi điện anh không nghe nữa. Thế đấy, con thấy hậu quả không? Thế cho nên chúng ta thấy cái quan hệ trước hôn nhân ấy, nó thật sự là nhiều cái hệ lụy. À, các con cũng vẫn nên học theo người xưa, ta giữ gìn được là tốt. Tất nhiên cái đấy nó không thuộc về phạm giới nhé. Đối với giới của Phật tử tại gia là cấm tà dâm, khi các con có vợ có chồng rồi không được đi ngoại tình là chính, nghe không? Thế nhưng mà cái này nó thuộc về đạo đức xã hội và về rất nhiều vấn đề sức khỏe sinh sản nữa, các con nên giữ gìn thì sẽ tốt, nó sẽ tốt hơn nha. Và dành cho nhau cái gì đó đến cái ngày cưới, sư phụ nghĩ nó vẫn là những cái quý báu, vẫn cái quý báu, nghe không? Rồi, thầy chúc các con thật là lành mạnh nhé, sống lành mạnh.